Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim thám hiểm rừng xanh. Từ xưa rừng Amazon có một truyền thuyết về cây nguyệt lệ, nước mắt của mặt trăng, chỉ một bông hoa nguyệt lệ cũng có thể trị khỏi bách bệnh, phá mọi lời nguyền. Hàng ngàn năm qua đã có vô số cuộc tìm kiếm tung tích của cây đại thụ đó. Nhưng nổi trội nhất chính là trinh tướng John Lord Azuzer. Ông ta băng qua biển lớn nhưng cuối cùng cả quân đoàn lại gục ngã trong rừng rậm, may thay được các hậu duệ của cây thần mang về cứu chữa. Nhưng John Lord là loại người được voi đòi Hai Bà Trưng, đã yêu cầu tộc trưởng trao cho mình đầu mũi tên thiêng, chìa khóa tìm ra cây nguyệt lệ. Không được như ý, hắn đã tấn công dân làng, để rồi chịu sự phẫn nộ của rừng xanh, hạ xuống một lời nguyền, khiến hắn sống không được chết không xong, suốt đời không thể ra khỏi phạm vi của con sông. Trở về hiện tại, MacGregor đang dùng truyền thuyết này để thuyết phục hội đồng, cho mình tiếp cận với kho chữ vật độc quyền, cụ thể là đầu mũi tên cổ vừa được phát hiện gần đây. Và câu trả lời là không, cậu bắt đầu thi triển kế hoạch B, nhìn mảnh giấy vì sự run rẩy của mình mà ướt đẫm. Jagger bắt đầu bịa chuyện để câu giờ, giúp chị gái Lily đi theo bản đồ được vẽ trên tay tìm đến phòng bảo vật. Qua một ngã rẽ nàng gặp một người đàn ông là hoàng tử Joachim, Lily vội kéo tay áo xuống vờ đi nhầm chỗ. Sau đó nàng dùng một cái móc đã có thể vào phòng. Một nhân viên nhìn thấy bảo Lily không được phép đến đây, nàng bình tĩnh lấy khăn ra vờ lau cổ rồi chụp vào mặt ông ta, thành công đi vào bên trong. Nàng mặc vào bộ quần áo thám hiểm, còn bất cẩn vấp một cái suýt thì bị phát hiện. Nhưng cũng nhờ vậy Lily vô tình nhìn thấy thùng đồ của tiến sĩ Anbefo. Nàng khiêu rớt kính của một vị tiến sĩ rồi trộm con dao, sau đó dựa vào tiếng đục của ông ta để cạy mở nắp thùng. Bên trong là một con vẹt màu mè và một chiếc hộp cũ kỹ. Lily mở hộp ra, bên trong chính là đầu mũi tên thiêng. Lúc này Joachim bước vào, khi hắn mở thùng ra thì phát hiện trống không. Hắn nhìn quanh thấy nàng nên ra lệnh ngăn lại. Lily chụp vội một cây giáo gần đó còn nói nó đã đặt sai vị trí, rồi chống xuống lấy đà phóng qua cầu thang, lợi dụng thang di chuyển nàng đá bay một tên, hất sổ sách trên kệ xuống làm rối, lại thuận tay ném rớt đống kiếm trên kệ làm hai gã bên dưới sợ chết khiếp. Đi đến cuối nàng lại chơi kiểu dùng thang nhảy nhảy, tên Joachim đá một chiếc thùng làm thang ngã ra ngoài cửa sổ, may mà mắc vào một chiếc ghế, khiến Lily treo lơ lửng bên ngoài. Hắn còn tháo dây làm thang dài ra, lúc này mới ung dung bảo nàng đưa đầu tên cho mình. Mà ở bên dưới cậu em trai cũng vừa bị tống cổ ra ngoài, cậu ta nhanh trí chặn chiếc xe đang đi đến. Lily ném chiếc hộp cho hắn, nhưng Joachim lại xô ngã chiếc thang, may mà Lily rơi thẳng vào chiếc xe bên dưới. Hai chị em thuận lợi tẩu thoát, để lại tên Joachim tức điên nhìn chú vẹt trong hộp. Hắn bèn chút giận lên mọi người ở đó, rồi truy hỏi thông tin cô nàng ăn trộm. Mà lúc này hai chị em nhà Houghton đã khăn gói, chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tới rừng Amazon. Nói đến khu rừng lúc này đang có một chiếc tàu không thể nghèo khổ hơn đang xuôi dòng. Trên thuyền lại chở toàn là quý sở tộc, một quý ông đang chụp ảnh nhìn thấy tàu sắp va vào một gốc cây. Hướng đạo sinh bấy giờ mới đu dây một vòng đáp vào buồng lái. Danh nhàn nhã đội nón mặc áo cài nút chỉnh chu, rồi mới cua gắt một phát tránh chướng ngại vật, khiến quan khách trên tàu sợ xanh mặt. Anh ta bắt đầu luyên thuyên về chim mỏ dài, nói mấy điều mà ai cũng biết. Lúc giới thiệu đến một con chăn dài có thể nuốt 227 ký thịt, một cô bé đã ngắt lời anh, danh dọa sẽ cho chăn ăn luôn nếu còn như thế, làm cô bé và mẹ đều phải ngậm miệng lại. Một quý cô lại muốn chạm vào những đóa hoa xinh đẹp, liền bị danh ngăn lại bởi đó là hoa ăn thịt người. Anh chàng đánh lạc hướng mọi người, rồi chặt dây làm hiện ra mấy mô hình giả chân mà anh dựng sẵn. Danh kể vài câu chuyện đáng sợ cho thêm phần kịch tính, còn dựng một máng nước cho là kỳ quan thứ 8, tự hào bảo quý ông khi nãy hãy chụp ảnh lại. Ngay sau đó bên bìa rừng xuất hiện nhóm thổ dân phóng tên lên tàu, làm hành khách sợ hãi đưa thêm tiền để danh lái tàu nhanh về. Hướng đạo sinh ngồi đàn rồi thu tiền, sau đó lại nộp hết cho chủ nợ Nilo chỉ giữ mỗi một tờ. Vẫn bị gã giật lấy còn tịch thu động cơ, Nilo bảo cho anh trong một tuần phải kiếm 5.000 đô để chuộc lại. Đồng thời chị em Houghton cũng đã đến đây, thành phố Porto Brazil. Cả hai vào một khách sạn, Lily nhìn thấy một người đàn ông, định hỏi thăm thì ông ta đã say ngã lăn. Mách thì trông thấy bọn đàn ông hăng say xem đá bò cạp với nhện. Lúc này danh đã giành được chỗ Nilo giấu chìa khóa. Anh chụp lấy một cây dù che mình lại, sau đó lại chôm một cốc bia. Bên trong khách sạn Lily hỏi thăm được văn phòng Nilo. Nàng đi lên tầng trên thì danh cũng mở được cửa sổ đi vào. Lily gõ cửa nhưng anh giả vờ mình là Nilo và từ chối gặp mặt. Trong khi đó lại đang cố cậy tủ để lấy chìa khóa. Nàng đẩy cửa nhưng không được mãi cho đến khi nói câu tôi có rất nhiều tiền. Danh lập tức mở cửa ra. Lily vào trong liền nói địa điểm mình muốn đến. Anh chàng tự nhiên như ruồi còn rót rượu mời nàng. Lúc đến gần danh liền chú ý đến tấm bản đồ của Lily. Anh hỏi vì sao nàng có nó. Lily bảo được cha mình truyền lại và nàng muốn đi tìm cây nguyệt lệ.
Danh bật cười trước ý định viễn vông đó, đề nghị nàng nên đi tour của mình để dạo chơi, thăm thác nước hay đàn voi con trong rừng còn thiết thực hơn. Bực mình với thái độ của anh nên nàng thu bản đồ lại, Danh nói mình quên chìa khóa tủ và nhờ nàng mở giúp cửa tủ mới nói chuyện tiếp. Lily dễ dàng dùng một cây nhíp mở được khóa tủ. Quả là một cô gái thú vị, hai người quyết định xuống lầu bàn chuyện tiền công. Anh lấy gái giá nhẹ nhẹ 10.000 đô đưa đi, thêm 5.000 nhặt xác, cuối cùng chốt 20.000 thì sẽ còn mạng trở về. Ngay lúc sắp bắt tay hợp tác thì đột nhiên Jagger dắt Nilo hàng thật đến, nàng vô cùng tức giận vì mình bị lừa. Lúc này Danh nhìn vào ngực Lily, à không, nhìn thấy đầu mũi tên trên cổ nàng mới đúng. Anh liền cố thuyết phục nàng rằng chỉ có mình mới có thể đưa nàng đi đến chỗ nàng muốn, và tàu của mình còn xịn nhất vịnh Hạ Long. Điều này quá hấp dẫn Lily đang lưỡng lự, thì bất ngờ một chú báo đốm xông vào. Mọi người sợ hãi hét lên, mách nấp sau Nilo, còn Lily thì dũng cảm vô cùng chụp một cây gậy để tự vệ. Báo đốm để ý đến Jagger liền nhào đến, nhưng bị Danh đứng cạnh bên hất bay nó qua bàn bên cạnh. Gã Nilo đã chạy mất dép trong khi nàng vẫn chắn trước em trai mình, chàng thì đứng ra huýt sáo thu hút nó. Báo liền đổi mục tiêu nhảy về phía chàng. Cả hai ôm nhau xoay mấy vòng đáp súng bể nát chiếc bàn. Danh vừa đứng lên nó lại nhào đến cắn vào tay anh, chàng hất nó văng ra phía sau. Nó lại tấn công khiến cả hai lăn lộn trên sàn, bên này có bò cạp, né sang bên kia lại gặp nhện, sau đó cầm miếng thịt bò ném ra cửa sổ thành công dụ nó đi. Màn kịch này khiến Lily thấy được tài năng của Danh nên đã chọn đi cùng chàng, với mức giá là 12.000 luôn đi và hốt xác. Lát sau trong lúc anh đang chuẩn bị động cơ tàu, trong lồng liên tục đẩy ra trái banh, thì ra đó là chú mèo rát Sima ban sáng. Đúng là chú mèo ngoan đúng không các bạn? Lúc này gần chục người khiêng hành lý xuống tàu, anh phàn nàn nhưng đó không phải của Lily mà là của cậu em trai. Cậu ta hào phóng búng một đồng xu thưởng cho chàng. Danh rất tự nhiên ném hết vali xuống sông chỉ để lại thùng rượu. Trong khi đó Lily trên thuyền nhìn thấy lái buôn nhốt chim vào lồng. Nàng bước xuống muốn mua lại phóng xanh, ai ngờ bị bọn chúng bịt miệng nhét vào lồng, cẩu đi trên dây cáp, chúng đẩy nàng vào thị trấn. Bên này sau khi hai người mách chuẩn bị xong muốn rời đi mới phát hiện không thấy Lily đâu, còn bị đám người Nilo rượt chạy té khói. Nàng lúc này bị đẩy ngang chợ Bến Thành, trộm được cái tóc của một phụ nữ mở khóa lồng, khiến lũ chim bay tán loạn. Danh trông thấy liền đoán được để lại tàu cho Jagger lái, mình thì chạy vào trong thành phố. Lily bay đến xô tay một tên vào vách, làm rơi súng trên tay hắn, đá vào hạ bộ tên bắt cóc, rồi đập đầu hắn vào vách. Sau đó bung lụa xương xương cho cánh đàn ông để phục, cưới được cô vợ như vậy liệu các chú có còn đi ngoại tình không nào? Anh nhanh tay giúp nàng hạ luôn tên đó, Lily giật lại cái mũ trèo qua cửa, Danh thì nhẹ nhàng một đạp nát cửa gỗ, và nói nàng đi nhầm hướng rồi. Anh chụp một chiếc nồi ụp vào đầu kẻ đuổi đến, một tên túm được Lily lại chụp một nắm bột ớt sát vào mặt hắn, Danh thì lấy vải túm tay hai tên đem nướng trên bếp, bất cẩn nướng luôn tay mình. Lily chạy trốn còn không quên thả hết lồng khỉ ra. Rồi nàng trèo lên xà ngang, nhanh nhẹn nhảy qua các thanh xà, lúc đến một mái nhà bị sập rơi xuống dưới. Danh đi đến cười vào mặt nàng rồi đỡ người đẹp. Hai người cùng nhau chạy ra bến tàu, anh nhảy xuống nước bơi đi. Lily thì chọn cách chạy đến chỗ cáp treo, dùng vải túm vào dây đu xuống trước khi bị gã kia bắt lại. Bên này Danh lái tàu nhắm ngay hướng đáp của nàng, Lily đu được nửa đường lại bị một mảnh vải che tầm nhìn, làm nàng đập mặt vào bao tải rớt xuống. Danh lái tàu cập vào, Jagger thì nắm tay chị mình kéo lên. Mà lúc này Joachim nhận được tin Lily đã chạy thoát, hắn tức giận cho khởi động tàu ngầm lên mặt nước, chiếc tàu hiện đại hại điện đón đầu tàu ba lá của Danh. Hắn chui ra cầm súng máy bắt đầu nã đạn phía nàng, Lily nấp xuống còn Danh nhanh chóng đánh lái quay đầu. Nhưng buồng đốt đã bị trúng đạn, làm giảm áp suất chân vịt ngừng hoạt động, hắn còn bắn rơi một sợi dây cáp suýt thì lấy đầu Danh. Anh đành giao lại con thuyền cho mách lái, nhưng cuối cùng vẫn là Lily lái tàu. Anh thì dùng dây thừng cột vào bến tàu của Nilo, để cua gắt qua khúc ngoặc tử thần. Lão Nilo từ trong đi ra hỏi tội Danh vụ trộm động cơ tàu. Chưa chi đã lãnh một cơn mưa đạn từ phía Joachim. Anh ném đèn dầu vào buồng đốt để bắt lửa nhưng vẫn không cứu vãn được. Ngay lúc này Lily đã tống một đạp nó liền cháy trở lại. Danh cũng há hốc mồm vì đã xem nhẹ nàng. Bên kia Joachim cho phóng ngư lôi. Danh quyết định đâm vào ngôi nhà phía trước. Chiếc thuyền này lên làm ngư lôi bắn trượt. Anh đánh lái con thuyền thoát khỏi hiểm cảnh. Cả ba vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Còn Joachim bị chính sợi cáp khi nãy quấn vào cánh quạt, khiến tàu hắn đâm vào bến của Nilo, lão già chạy thục mạng rồi trơ mắt nhìn sản nghiệp nhấn chìm dưới sông. Danh lại tiếp tục cuộc hành trình, anh vá lại con tàu bằng nhựa nóng, còn Mách công tử bột thì bị say nắng nằm vật trên khoang, Lily đang đọc sách trên thuyền. Nàng vui mừng trông thấy đàn cá heo Amazon. Chúng là những con cá heo khiến bạn phải mơ đẹp đấy nhé. Người đẹp dùng máy ghi hình quay lại chuyến đi này, Danh còn giúp nàng quay một đoạn phim, cả hai vừa mới hòa hoãn với nhau. Lại bắt đầu tranh cãi khi tàu đến một ngã ba, Lily mặc kệ Danh nói hướng đó có thác lớn, nàng bắt anh phải nghe lời mình. Chàng quyết định chiều lòng người đẹp lần này vậy. Chiều đến Danh dừng lại,
Lily bấy giờ mới biết bồn tắm sang trọng mà anh nói chính là con sông dài gần 7.000 km. Nàng đanh đá ném khăn vào buồng lái, còn Jagger lúc này lại đau đầu vì không có thức ăn. Danh lập tức rút súng ra bắn chết một con chuột, dùng nó làm mồi vớt được cả mớ cá pigeon ha ăn thịt người. Thế là họ có ngay món cá nướng. Nàng ăn vào thấy cũng không tệ, nhưng sao có vị béo béo, chàng nói đó là máu. Mách xuống tầng dưới, đang thoa kem dưỡng da thì Jatsima ra thăm. Danh đang ngồi đàn cho người đẹp vẽ tranh trên tàu. Cả hai đang nói chuyện thì cậu em đột ngột tông cửa chạy lên. Lily hoảng sợ nhìn chú mèo nhào lên người em mình. Nhưng Frank chỉ dày một tiếng chú mèo đã liếm lên mặt Mách. Lúc này Lily tức giận biết mình bị ăn một cú lừa. Trong khi đó gã Joachim đã tìm đến nơi giam cầm trinh tướng John Locke. Hắn lấy nước sông Amazon nhỏ vào gã. Một con rắn xanh liền chui ra. Hắn thỏa thuận sẽ thả họ ra nếu Azusa hứa lấy đầu mũi tên cho mình. Gã đồng ý. Sau đó Joachim liền cho nổ tung vách đá làm nước từ sông Amazon chảy vào nơi này. Trinh tướng cùng đồng bọn lập tức tỉnh dậy. Sáng hôm sau tàu của Danh đã đi được một quãng xa trên bản đồ. Lily đưa đầu mũi tên cho em trai giữ, Danh liền cử chú mèo đi lấy nó về cho mình. Rồi nàng và anh đều xanh mặt nhìn đống đá ngầm và dòng thác dữ dội phía trước. Danh như người lái đò sông Đà có dịp thể hiện tài năng, hết lái đằng đông lại né đằng tây. Trong hầm sóng đạp làm vỡ một chai rượu, Jatsima liền liếm hết. Bên trên Mách bị vật tới vật lui, tàu sắp bị cuốn vào thác nước khổng lồ bên dưới. Danh còn nhìn thấy quần nàng ướt, người đẹp bảo đó là do nước tạt vào. Chàng dùng hết sức đánh lái đi ngược dòng, cổ máy cũng hoạt động hết công suất, thành công vào lối rẽ kế bên. May mắn thoát khỏi lưỡi hái từ thần, chàng thấy Lily bắt đầu say sóng, nên kể món thịt cá pigeonha siêu ngon. Nàng liền đôn ọe xuống sông. Cậu em cũng say sống theo chị, còn chú mèo cũng say mà là say rượu, làm một bãi sông ngất xỉu. Bọn họ dừng thuyền tại một nơi khá an toàn, Danh và Mách đi lấy thêm củi, vừa uống rượu vừa trò chuyện như hai người đàn ông đích bự. Lily trên tàu bắt đầu xách máy quay đi ghi hình. Lúc nàng nhìn thấy phòng Danh đã tò mò đi vào, trên vách treo rất nhiều mẫu xe hơi. Lily còn tìm thấy sắp tài liệu về đầu mũi tên thiêng. Khi chàng quay lại thuyền thì nàng liền hỏi Danh. Lily tức giận vì chàng cũng như bọn xấu kia. Anh nói rằng mình không còn theo đuổi nó từ lâu rồi, còn mang ra một đống bản đồ mà anh tự vẽ cho nàng xem. Người đẹp liền thông cảm cho chàng. Trên thuyền Jagger đang làm quen với Jatsima thì nó đột nhiên trốn mất. Cậu còn chưa hiểu gì đã trúng một mũi gây mê. Chị gái Lily cũng bị dính một mũi ngay cổ, Danh đỡ nàng vào lòng rồi chính mình cũng dính chưởng. Họ bị thợ thổ dân săn đầu người giải về, những chiếc thuyền được kéo lên cao, tộc người này sống trên những cành cây to lớn. Lúc đi ngang chỗ đông người, Lily đã trộm được một mẩu xương, bên trên tộc trưởng đã xuất hiện. Danh thông thạo dùng ngôn ngữ của họ thỏa thuận thả hai chị em Houghton ra, với điều kiện anh sẽ là con tin và hai chị em phải để lại mọi đồ đạc trên thuyền. Tộc trưởng thẳng thắn nói muốn lấy lại đầu mũi tên thiêng. Lily không đưa, nàng vờ thỏa thuận, đằng sau lại âm thầm cắt đứt dây chói. Sau đó giật cây giáo chĩa về phía bọn họ, không ngờ tộc trưởng lại mở mặt nạ ra và cười, bảo sẽ tính thêm tiền nếu Danh còn bắt diễn mấy thứ vớ vẩn này nữa. Lily tức giận đấm một phát vào mặt anh, Mách cũng tặng thêm một bên cho đều. Tộc trưởng chê đơ xăm dịch ngôn ngữ trên đầu mũi tên cho nàng nghe. Đại thụ ở nơi con trăng đổ máu, nó sẽ lặn hướng tây, bên trên quả tim độc xà. Nơi răng nanh sẽ tự cắn đuôi. Nàng tìm trên bản đồ thấy được vị trí có hình vẽ tương ứng. Vì tức giận Danh nên trả tiền cho anh và quyết định đi một mình. Mách đang giới thiệu cho dân ở đây về trò đánh gôn thì một người đi đến bôi thuốc vẽ lên mặt cậu rửa thế nào cũng không trôi. Bỗng dưng Danh nhìn thấy một người gác trên ngã xuống dưới sông. Một chiếc rễ cây thỏ ra bắt mất người đứng sau lưng Jagger. Danh biết rằng nguy hiểm vội đánh thức Lily chạy trốn. Một người dân đâm vào mặt Azusa, từ trong mặt hắn bỗng chui ra một con rắn giết chết anh ta. Danh đang dắt Lily chạy trốn thì bị hắn chặn lại, hắn ném một con dao tới liền hóa thành rắn. Danh đạp chết nó, nhưng xung quanh chỗ Lily ngồi mọc ra đám rễ cây quấn lấy cô. Một gã người cây lao đến dùng búa tấn công anh, Danh hất nó ra rồi lộn ngược người trốn thoát. Lily cũng thoát được nhảy xuống tàu, bây giờ lại xuất hiện thêm người bùn và chiến binh ong tấn công người trong tộc. Danh ôm Lily đu đưa sang bên kia nhưng chỉ đặt được một chân lên. Bên này Mách đang chạy lại va trúng gã người ong, hắn đâm xuống nhưng cậu may mắn né được. Người bùn thì giữ chân chây đơ. Danh và người đẹp đi đến dùng lửa và bia đốt cháy người bùn. Nàng tống một đập khiến hắn vỡ nát. Nhìn sang thấy em mình gặp nguy, nàng lao đến đấm vào mặt tên người ong, nhưng bị hắn tóm cổ giật đầu mũi tên ném cho John Locke. Jagger lấy súng bắn người ong nhưng không hề gì, nhưng lại bị đập xỉu bởi cây gậy trong tay anh dân tộc. Danh trèo lên trên đánh nhau với Azusa, con rắn đỏ ngậm đầu tên né trái phải bị anh chụp được, nhưng chàng lại bị hắn đâm vào ngực. Anh bình tĩnh kéo lưỡi kiếm đâm lút cán, giật lấy đầu tên rồi ném nó cho Lily, sau đó rơi xuống sông. Nàng chặt đứt dây thả thuyền rơi xuống đưa Sam và em trai chạy trốn. Tộc trưởng bảo Lily mang mũi tên chạy sâu vào rừng tránh xa con sông.
nàng liền chạy thục mạng bọn hắn đuổi theo phía sau, người cây tóm được chân Lily, tên Azuzer đến để lấy mũi tên nhưng bị nàng đâm liên tục, chẳng mấy chốc bọn chúng bị lời nguyền con sông lôi về. Bọn chúng sau khi thất bại bắt đầu họp bàn kế sách mới, chúng không thể xa con sông, nhưng con người có thể, liền phái lũ ong đến nhờ Joachim giúp. Lily đi tìm em trai thì phát hiện danh, nàng kéo anh lên nhưng nhìn thấy thanh kiếm trên ngực anh, thậm chí còn không chảy máu. Làm nàng rất sợ hãi, lúc này anh đành nói thật mình tên thật là danh Siko, đã sống gần 400 năm. Anh nhờ Trader giúp mình rút thanh kiếm ra, nhưng nàng từ chối vì quá lười còn Mách từ chối vì ghê. Giờ chỉ còn mỗi Lily, Sam còn chỉ cô hãy đạp chân lên người anh ấy để rút kiếm hơn. Mách che mặt đứa trẻ bên cạnh, sau khi thanh kiếm rút ra cậu cũng xỉu ngang. Nàng để Jagger ở lại cùng Sam, còn mình cùng danh tiếp tục hành trình. Bên phía Joachim bọn ông đã đến nơi tàu ngầm. Hắn ra lệnh mở cửa đón khách. Bọn ông đậu vào vị trí trên bản đồ, hắn lập tức lệnh đổi lộ trình. Bên này Lily giúp danh mày lại vết thương, anh kể mình được nhận nuôi như anh em với Azuzer. Con gái hắn bị bệnh nặng nên họ quyết định đi tìm Nguyệt Lệ để chữa cho cô bé. Trong cuộc hành trình tất cả bản đồ đều do danh vẽ, họ đi khắp nơi đến lúc vượt qua rừng thì bị kẹt lại. Cả đội dần kiệt quệ, những tưởng sẽ cứ thế mà chết, không ngờ họ lại được tộc trưởng dùng Nguyệt Lệ cứu sống. Hắn còn mặt dày đòi bộ tộc trao cho mình mũi tên thiêng nhưng ông ta không đồng ý. Azuzer tàn nhẫn sát hại hết cả làng, danh đã ngăn cản hắn lại và thả con gái tộc trưởng đi. John Lop đâm anh, bọn chúng đốt cháy cả ngôi làng, tộc trưởng oát hận dùng chút hơi thở cuối cùng nguyền rủa bọn họ. Không thể rời khỏi phạm vi con sông, nếu không rừng rậm sẽ bắt họ lại mãi mãi. Nhiều năm sau gã vẫn truy tìm danh, oán hận anh phản bội mình nên hai người đã lao vào đánh nhau. Danh tìm cách lừa bọn chúng rơi vào một cái hố cách biệt con sông làm bọn chúng hóa đá. Nhiều năm sau chàng đã chọn cách đóng một con thuyền chở du khách tham quan khu rừng và nhân nuôi những chú mèo cô đơn, chàng đều đặt tên là Zatsima. Nghe đến đây nàng đã thấu hiểu được danh. Trong khi đó Sam và Mách đang lái thuyền trên sông thì tàu ngầm của gã Joachim trồi lên, Trader nhảy xuống còn Mách thì bị bắt. Hắn bảo cậu khai ra nơi mà danh và Lily đi đến, nếu không sẽ thiêu trụi cả ngôi làng. Hết cách Mách đành chỉ ra, hắn đập chết lũ ong để tránh chúng báo tin cho John Locke. Đêm đó chàng dạy nàng học lái tàu. Lily trao đầu mũi tên cho danh nhưng anh đã trả lại. Anh nói khi giải được lời nguyền sẽ chọn kết thúc cuộc đời, bởi rất mỏi mệt phải sống mãi như thế. Sáng hôm sau hai người đã đến nơi, nơi mà danh đã từng ao ước đến suốt 400 năm qua. Danh lặn xuống nước nhìn thấy một chiếc lồng nhưng anh quá lớn để chui vào, đành nhờ Lily nhưng nàng lại không biết bơi. Cuối cùng anh cũng thuyết phục được người đẹp. Nàng cởi đồ xuống nước cùng anh. Người đẹp ôm lấy chàng cùng bơi xuống dưới. Nhưng Lily lỡ dẫm phải cơ quan khóa cửa lại, danh chỉ có thể tiếp hơi cho nàng từ bên ngoài. Lily chưa kéo được cần trục đành quay lại kéo đầu chàng lần hai. Sau đó đàn cá hổ đã tấn công danh, anh đành bơi lên bờ. Lily giữ nóc rồi dùng sức mạnh đạp mạnh cần gạt, thác nước lập tức ngưng chảy, nàng cũng ngất đi. Khi tỉnh dậy Lily vô cùng tức giận tát vào mặt chàng, cho rằng danh đã bỏ rơi mình. Nước rút làm lộ ra khung cảnh cổ xưa bên dưới, hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, nàng bảo sau khi phá giải lời nguyền, sẽ dẫn anh cùng mình đến London. Khi đang cố thuyết phục thì danh trông thấy chiếc tàu của Joachim, một con ong cũng đã quay về báo tin. Hắn dùng em trai uy hiếp nàng giao đầu mũi tên thần, hắn trả nàng con vẹt lúc trước. Sau đó bắt danh lái thuyền vào trong hang động, bên trong hiện lên một gốc cây cổ thụ to lớn, hắn bảo hai người tìm cách cho thần thụ nở hoa. Hai người đi vào trong nàng làm theo lời dạy của Sam, tìm cách cho nàng nở hoa, làm cây nở hoa, bên ngoài Joachim bắn súng hối thúc hai người. Danh bẻ đôi đầu tên ra bên trong có một viên hồng ngọc, nàng đặt nó vào tường, ánh sáng từ viên ngọc lan tỏa khắp thân cây. Nguyệt Lệ lập tức sống dậy, nở ra một trời hoa màu hồng rực rỡ, vô cùng diễm lệ. Ra ngoài Lily vừa bắn danh rơi xuống sông, Joachim cho lính phóng dây lên hái hoa. Bên dưới danh lên thuyền cùng Mách hạ gục đám lính gác, một tên chĩa súng về phía Jagger, Zatsima liền cắn hắn ta. Vang tiếng súng làm Joachim chú ý, nàng nhân cơ hội đu dây lên trên. Người đẹp chạy thật nhanh, nhưng mặt trăng dần khuất khiến hoa Nguyệt Lệ rơi rụng. Lily kịp thời lấy được một cánh hoa, nhưng thân cây bỗng gãy làm nàng rơi xuống bên dưới. Lily bám được vỏ nhánh khác nhưng Joachim cũng đã đến, hắn bảo nàng đưa hoa cho mình. Lily không đưa mà thả rơi xuống dưới, sau đó túm tay hắn cùng rơi xuống, nàng lại bám được vỏ cành cây khác. Bên dưới danh chụp được cành hoa rơi xuống, cành cây mục may mà Zatsima đã giữ anh lại. Đồng thời bọn John Locke cũng đã đến đây, chúng định giải quyết Joachim nhưng lại trông thấy Lily bèn đổi mục tiêu. Danh thấy vậy cột hoa vào chiếc khăn đỏ dụ chúng, sau đó anh đưa Mách và Zatsima xuống thuyền. Lily chạy khỏi bọn lính đến bên chỗ em trai. Danh tăng tốc tàu quyết tử chiến cùng bọn chúng, người cây bị anh chặt đứt, người ong thì bị tan chảy. Lúc này nàng đã nhận ra anh đang chặn dòng sông, danh đánh người cây bay xuống sông, Azuzer tấn công anh.
Bên này tên Joachim lại xuất hiện, Mách tức giận đánh hắn văng vào bức tường, làm khối bê tông rơi xuống đè hắn dẹp lép như con tép. John lóp cho lũ rắn quấn danh lại rồi đâm anh, nhưng khi mở khăn ra chỉ thấy chú vẹt, thì ra anh đã để lại cho Jagger cánh hoa thần. Con thuyền lúc này đâm vào cột đá, một vụ nổ chấn động làm nước sông bị chặn lại, dây leo liền bắt giữ mọi người, tên ác nhân và thuộc hạ đều hóa đá. Khi Lily chạy đến anh cũng đã hóa thành đá, nàng rơi nước mắt đặt cánh hoa đặt vào môi danh cánh hóa tan biến nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Hai chị em đau lòng bỏ đi, riêng Jasima vẫn ngồi đợi chủ nhân. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện, cùng với sự trở lại của anh, Lily nghe tiếng động quay lại mừng rỡ ôm chầm lấy chàng, trao cho anh nụ hôn nồng thắm. Ba người một báo ôm chầm lấy nhau, một cánh hoa khác nhờ ánh trăng đã nở lại. Bọn họ quay lại thị trấn, trong sự chào đón của cậu nhóc và sự tức tối của Nilo. Sau đó cả bọn về London, Mách sau trải nghiệm này đã có thể tự tin đứng lên thuyết trình trôi chảy. Còn Danh đã có chiếc xe ô tô cho riêng mình, và người đẹp Lily tinh nghịch, có người mình yêu bên cạnh đúng là quá tuyệt vời nè. Họ cùng nhau chở Jasima dạo phố. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Thám hiểm rừng xanh là một bộ hành trình phiêu lưu thú vị đúng không các bạn? Chắc hẳn các bạn cũng muốn có một cuộc hành trình cho riêng mình đúng không nào? Đương đầu khó khăn và học thật nhiều điều mới lạ. Mình cực kỳ thích chú mèo Jasima ghê á. Chú ấy thật là dễ thương nè. Cuối cùng chàng trai đã sống cuộc đời hạnh phúc bên người đẹp. Cái kết thật là viên mãn nè. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình triệu like cùng với những bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký Sakura để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.